Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa làm rõ và tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Thái, 24 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông trên địa bàn. Cụ thể, khi tiếp nhận tin báo của một bị hại trú phường Thanh Khê Đông về việc bị lừa hết số tiền trong tài khoản, Công an quận đã lập tức vào cuộc. Đến ngày 29 tháng 11, phát hiện Thái là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ tại Lâm Đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Thái thừa nhận giữa tháng 11 có ra Đà Nẵng và tiếp cận, gặp bị hại để xin 500.000 đồng. Từ đó, Thái lân la hỏi về địa chỉ, số điện thoại để chuẩn bị cho việc chiếm đoạt số tiền lớn hơn. Khi về quê, Thái liên tục nhắn tin hỏi thăm và muốn được trả lại số tiền giúp đỡ, nên nhờ bị hại cung cấp tài khoản ví Momo cũng như mã OTP của tài khoản ngân hàng liên kết. Từ đây, Thái tự động dùng mã OTP lấy tiền về, cũng như yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng mà Thái cung cấp. Từ đầu năm 2020 cho đến thời điểm bị bắt, Thái đã thực hiện được 4 vụ chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng, dùng toàn bộ vào việc chơi game online và tiêu xài cá nhân.